em có phát hiện ra một cái đoạn tin nhắn thoại ở trong Zalo của anh. Anh yêu, anh đã về nhà chưa? Hôm nay không gặp anh thì em nhớ anh lắm. Ngày mai anh qua với em nhé. Em rất là bàng hoàng. Giọng nói đó là giọng nói của cô Mai, bạn rất thân của mẹ em. Bạn rất thân của mẹ. Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà anh lại lưu trong danh bạ của anh là khách hàng VIP. Em bị sốc tập 2. Sau cái ngày đó thì em bắt đầu làm đi theo anh. Thì em thấy là anh đi vô khách sạn, em chưa kịp gọi cho cô Mai á, thì cô Mai đã chủ động gọi hẹn gặp em để mà nói chuyện. Thì cô Mai nói là bây giờ là cô Mai và anh yêu nhau, thì cô Mai muốn em là phải để cho anh sống với cô Mai. Cô Mai sẽ lo cho anh mọi thứ, cho gia đình mọi thứ. Em không chấp nhận. Thì em cũng có khuyên nhủ chồng là này nọ, nhưng mà ảnh vẫn u mê. Em rất là buồn. Thời gian đó thì em đã nghỉ quẩn, em cắt tay tự tử. Vậy cái đấy thì không nên. Xin chào các bạn đến với chương trình Người Thứ Ba. Mọi người đang sẵn sàng nghe câu chuyện của bạn đây. Em xin chào chương trình Người Thứ Ba. Tụi em là ở Đồng Nai. Em và chồng kết hôn được 3 năm thì tan vỡ. Em và anh ấy cưới nhau được 1 năm thì anh lên Sài Gòn làm việc. Nhà tụi em là ở Đồng Nai. Vì công việc của anh là làm marketing cho một công ty nước ngoài. Còn em thì lúc mới cưới nhau thì tụi em làm ở Sài Gòn. Nhưng mà khi mà sinh con xong thì em quyết định là ở lại Đồng Nai để mà chăm sóc cho ba mẹ chồng và vừa để chăm con. Thì vì anh là con một cho nên là ở nhà không có ai chăm sóc cha mẹ. Thời gian đầu thì anh cũng thường xuyên gọi điện về cho gia đình. Nhưng mà sau đó khoảng thời gian đâu đó là tầm một năm thì em cảm thấy theo cái giác quan của cái người phụ nữ á, thì em cảm thấy là anh có rất là nhiều điều bất ổn. Là anh không còn thường xuyên gọi điện về cho gia đình. Và gọi thì cũng kiểu là cho có. Trước thì anh có hay gọi video, call video. Nhưng mà sau đó thì anh không bao giờ gọi video nữa. Mà gọi thì anh bấm máy bận. Anh gọi theo kiểu điện thoại bình thường, nhưng mà gọi theo kiểu là vội vã. Tiền bạc thì cũng gửi đầy đủ, nhưng mà chỉ có duy nhất một điều là anh không còn thân thiết, anh không còn quan tâm tới gia đình nữa. Thì bạn bè em cũng nói rất nhiều, và em cũng cảm thấy là các mối nguy hiểm đang rình rập với gia đình em. Thì em mới quyết định là xin phép ba mẹ chồng là sẽ lên Sài Gòn đi làm. Ba mẹ em thì đồng ý. Nhưng mà chỉ duy nhất anh là anh không đồng ý. Anh rất là giận em, anh lớn tiếng với em, và anh nhất quyết là anh không cho em lên Sài Gòn. Chỉ cần như thế là em đã đủ linh cảm rồi đúng không? Em vẫn chưa linh cảm thôi. Em nghĩ là chắc là có lý do gì đó, hay là anh sợ em lên làm phiền công việc của anh hay gì đó thôi. Nhưng mà em vẫn quyết định là lên Sài Gòn. Em vẫn làm theo cái ý nghĩ của em là chồng đi đâu thì mình sẽ theo đó. Thì lúc mà em và con em lên á, thì anh rất là tức giận. Thời gian đầu thì anh cũng đi làm về sớm, cũng cơm nước đầy đủ, và vẫn chở hai mẹ con em đi chơi. Nhưng mà đâu đó thì khoảng một tuần từ cái lúc em lên Sài Gòn thì anh không có về, anh không về nhà nữa. Mà về thì được 3 hôm thì anh lại đi. Anh cày ngày cày đêm để mà lo cho gia đình, lo cho vợ con. Thì nhiều lúc em nghĩ là có phải là do em quá đa nghi hay không, em suy nghĩ quá nhiều hay không. Sau đó thì em có phát hiện ra một cái đoạn tin nhắn thoại ở trong Zalo của anh. Có một đoạn ghi âm nói là anh yêu, anh đã về nhà chưa? Hôm nay không gặp anh thì em nhớ anh lắm. Ngày mai anh qua với em nhé. Em rất là bàng hoàng, bởi vì cái giọng nói ấy thì em không thể là nhầm lẫn được. Tại vì giọng nói đó là giọng nói của cô Mai, là bạn rất thân của mẹ em. Tại vì em là đã quen biết cô Mai rất lâu, cho nên giọng nói đó thì em không thể nào mà nhầm lẫn được. Bạn rất thân của mẹ. Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà anh lại lưu trong danh bạ của anh là khách hàng VIP. Em bị sốc tập 2. Thực tế là cô bao nhiêu tuổi em? Hơn em 30 tuổi. Hơn em 30 tuổi á? Dạ đúng rồi. Nên là cái cô ấy phải năm mấy à? Trong khi ông chồng em là bao nhiêu? Chồng em thì hơn em 2 tuổi. Có nghĩa là chồng em lúc ấy, lúc hai người quen nhau là hai người phải trên nhau đến gần hơn 20 tuổi đúng không? Dạ. Cô Mai có gia đình chưa? Dạ chưa. Cô này chưa bao giờ có hay là đã từng có? Theo em biết á, thì ngày xưa là cũng có gia đình, nhưng mà hiện tại thì ly hôn. Và có con không? Dạ không có con ạ. Đẹp không? Không, đẹp ở cái tuổi đó. Dạ, theo em là đẹp ạ. Đẹp ở cái tuổi đó đúng không? Đẹp ở tuổi và đó. Và giàu có không? Dạ giàu ạ.
Thế à, giàu thật sự, hơi giàu hay là giàu thực sự, giàu nhiều? Dạ, giàu thật sự. Tại vì em với cô Mai là quen biết với nhau từ rất là lâu. À. Mà cô Mai là bạn thân, bạn rất thân với mẹ em. Lúc mà anh tắm ra thì anh thấy em cầm điện thoại của anh thì anh giật điện thoại lại. Và anh rất là tức giận. Anh nói đây là cái đối tác làm ăn của anh, điện thoại làm ăn của anh. Và sau đó là cấm em không được động vào máy nữa. Em có hỏi anh là ủa người này là ai mà nói nhắn tin nói nhớ nhung này kia. Thì anh nói là ủa em không thấy là anh Lưu là khách hàng VIP hay sao? Mà đây là cái mối làm ăn của anh. Thì người ta giỡn với anh. Rồi anh hậm hực với em. Mà lúc đó thì em vẫn nuôi cái hy vọng là mình đang suy nghĩ quá nhiều, làm quá lên mọi thứ. Rồi sau đó nhưng mà cái chuyện gì đó nó cũng đến. Thì cái lúc đó, trong một lần là em dẫn con em đi vô siêu thị, em vô tình thấy anh và cô Mai. Thì em không có nghĩ ngợi gì hết, em thấy cô thì em rất là vui. Anh nói với em là cô Mai giới thiệu cái mối làm ăn cho anh, cho nên là anh dẫn cô Mai vào đây để ăn uống. Và hai người còn vui vẻ mời hai mẹ con em ăn chung nữa. Thì lúc đó là em không có suy nghĩ gì hết, tại vì em xem cô Mai như mẹ của em vậy á. Sau cái ngày đó thì em bắt đầu làm đi theo anh. Thì em thấy là anh đi vô khách sạn. Khoan, em đi theo là ông ấy không biết phải? Dạ đúng rồi. Nên là em bám theo đúng em không? Em bám theo. Mà bám theo nhiều lần không? Dạ cũng nhiều ạ. Sau bao nhiêu lần mới gặp được cái lần đi khách sạn? Hai lần á. Lần thứ hai đã gặp rồi. Dạ. Ôi, giống như là một sự sắp đặt. Em có vô tình là thấy anh đi vô khách sạn thì em đòi đi theo, nhưng mà người ta không có cho vô. Nhưng mà mới là ông đi một mình mà, đúng không? Đúng rồi, anh ấy đi một mình. Mà khách sạn lớn, khách sạn mini. Dạ khách sạn mini anh. Người ta không cho vô, cho nên là em mới là đành chờ ở ngoài. Chờ ở ngoài. Đúng rồi. Em đành chờ ở ngoài. Thì một lúc sau là em thấy ảnh và cô Mai đi ra, em rất là choáng. Xong em mới chạy ra, em chặn xe lại. Ảnh thì rất là bất ngờ, nhưng mà cô Mai thì kiểu rất là bình tĩnh, rất kiểu là rất là thản nhiên, rất là tĩnh mà không có phản ứng gì hết. Rồi mới nói với chồng em á là anh đi về trước đi. Em thì giằng co, em thì không chịu, em giằng co lại một lúc. Thì chồng em nói với em là có gì thì về nhà nói chuyện. Rồi phóng xe đi. Em rất là sốc, em mới về nhà, em mới hỏi anh là ủa vậy là sao, là hai người là như thế nào. Anh mới nói thật với em, anh với cô Mai yêu nhau, kiểu sống không thể thiếu nhau. Cô Mai thì lo cho anh mọi thứ, từ tiền bạc đến xe cộ các thứ, còn em thì em không lo được gì hết. Nhắc lại này, cô Mai lo được cho anh các thứ. Dạ. Từ tiền bạc cho đến gì? Xe cộ. Còn em không lo được gì cả. Dạ đúng okay. rồi em không... Cô Mai với anh ấy chênh nhau chính xác là bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Chênh nhau 25 tuổi. Một người phụ nữ chênh với mình 25 tuổi nhưng lo được cho mình xe cộ tiền bạc. Em nói với anh là cái này mày là tình yêu á. Anh yêu một người mà đáng tuổi cha tuổi mẹ của anh luôn. Thì bây giờ bắt em phải chấp nhận. Em phải chấp nhận cái kiểu đó. Em thì em không thể nào mà chấp nhận được cái kiểu của anh. Em chưa kịp gọi cho cô Mai á, thì cô Mai đã chủ động gọi hẹn gặp em để mà nói chuyện. Thì cô Mai nói là bây giờ là cô Mai và anh yêu nhau, thì cô Mai muốn em là phải để cho anh sống với cô Mai, chấp nhận sống với cô Mai. Cô Mai sẽ lo cho anh mọi thứ, cho gia đình mọi thứ, miễn sao là để cho anh sống bên cạnh cô Mai giống như... Nghĩa là cô không đề nghị hai người ly dị đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là cô đề nghị một cái mối tình tay ba. Vâng. Lúc đấy khi mà bồ với ông chồng em là cô đang chức gì, giữ cái chức gì, có em có biết không? Dạ cổ thì đang giữ chức vụ cũng khá lớn ở trong công ty. Nhưng mà công ty của người ta chứ không phải công ty của cô ấy, thì chồng em không phải là bồ với sếp đúng không? Dạ, không phải bồ với sếp. Mà là hai người có cùng công ty hay hai người khác? Dạ, hai người khác nha. Hai người khác, anh phải nói rõ bởi vì khán giả họ sẽ rất để ý những cái chi tiết này. Dạ. Có nghĩa rằng là anh ấy bồ với một người nhiều tuổi hơn và người giàu có. Và người tuy nhiều tuổi nhưng là đẹp trong cái tuổi đấy, nhưng mà không phải cùng công ty. Dạ đúng rồi. Đúng không? Phải nói rõ chứ không phải người ta sẽ không hình dung được cái sự rành mạch ấy. Và cô ấy đề nghị em là hãy chấp để nhận cho ba người sống tay ba. Dạ. Chứ cô không đòi em ly dị. Dạ đúng. Rồi. Tức là cô nói em, đề nghị em là phải chấp nhận. Chấp nhận để cho chồng em sống chung với cô, ở bên cạnh cô. Không có đề nghị em là phải ly dị hay là gì hết. Và cô có đưa ra cái ưu đãi gì không? Cô Mai nói em là phải chấp nhận để cho anh sống với cô Mai. Cô sẽ lo cho gia đình của em là mọi thứ. Miễn sao là để chấp nhận ở bên cạnh chồng em là được. Miễn sao là được ở bên cạnh chồng em thôi. Thì em nói là em không đồng ý. Nhưng mà cô nói với em là em không đồng ý thì em cũng sẽ phải đồng ý thôi. Tại vì chồng của em sẽ không nghe theo lời của em đâu. Chính xác thì cô nói đúng ấy.
Thế là cô tính như thế này này, nếu em đồng ý thì em sẽ có tiền bạc và em sẽ có chồng, còn em không đồng ý thì em không có tiền bạc và cũng không có chồng luôn. Ít nhất là về danh nghĩa là có thể cô kia, bà ông này không ly dị nhưng sẽ sống thật với cái cô kia. Cô tính toán, cái người lớn tuổi họ có thể tính toán như vậy. Còn cái chuyện cái tính toán ấy ghê tởm hay không mình sẽ không bàn ở đây vội nha. Rồi. Khi mà về nhà em nói với chồng em thì chồng em cũng nói giống y chang như cô Mai Hai luôn. người có thảo luận rồi. Nghĩa là bây giờ bắt chồng em cũng bắt em là phải chấp nhận ảnh, chấp nhận cái kiểu của ảnh như vậy để anh sống với cô Mai, nhưng mà em thì em không thể nào mà chấp nhận cái kiểu đó. Em không chấp nhận cái việc ngoại tình, thứ nhất là em không chấp nhận, thứ hai là em thấy cái việc mà ảnh yêu một người mà đáng tuổi cha tuổi mẹ mà lại là bạn thân của mẹ em như vậy nữa thì thật sự là nó quá sức tưởng tượng, nó quá gọi là quá mức nên giới hạn đạo đức rồi. Thì em cũng có khuyên nhủ chồng là này nọ nhưng mà ảnh vẫn u mê, ảnh vẫn không chịu, và em rất là buồn. Em thời gian đó thì em đang nghĩ quẩn, em cắt tay tự tử, em cắt tay tự tử. Bậy bậy bậy, cái đấy thì không nên. Em có kể với mẹ hay gì không? Chắc kể chứ hả? Bởi vì cô Mai thân với mẹ em mà. Lúc đó em không có kể, em giấu. Sau đó thì bạn em có qua nhà thì cũng có phát hiện ra và đưa em đi bệnh viện. Cũng may cũng nhờ bạn em mà em được cứu. Thì sau đó thì em suy nghĩ rất nhiều và em quyết định em buông, em không níu kéo, em chấp nhận ly hôn để mà vì gia đình, vì con cái của em chấp nhận chuyện đó. Riêng với ảnh thì em nghĩ là bây giờ ảnh không có cần gia đình, ảnh chấp nhận sống với một người đáng tuổi mẹ và chấp nhận là bỏ vợ con luôn, thì với người đó thì em Không không tiếc. cần nữa, em không tiếc nữa. Và hiện nay thì hai người có sống với nhau không? Em có biết là hai không biết, em không quan tâm. Em thật sự em không quan tâm chuyện đó. Thật khách quan nhé, trong mắt xã hội thì chồng em cỡ nào? Trong mắt xã hội thì chồng em là một người thành đạt, vừa đẹp trai, gia đình viên mãn mà lại có một cái công việc làm marketing cho một công ty nước ngoài. Và trước khi mà có cô Mai ấy, thì ông đối xử với em cũng tốt phải không? Dạ tốt ạ. Mặc dù làm ở xa nhưng mà vẫn gọi điện thường xuyên về cho vợ con và vẫn gửi tiền tiền bạc là đầy đủ không thiếu. À, nghĩa là hai người là yêu nhau ở cái tuổi trưởng thành, yêu nhau bình thường đúng không? Không có sự thúc ép, không có một cái sự gượng gượng nào. Rồi yêu nhau cũng một thời gian dài mới cưới. Để cho một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, đi lên thành phố còn mình ở quê. Thì cái đấy, nhưng mà đứng về mặt khôn khéo á, thì không được khôn lắm. Em hiểu không? Trong trường hợp đó người ta gọi là thả hồ về rừng á. Em hiểu không? Vì lúc đó em nghĩ là ảnh là con một mà ở nhà thì chỉ có hai ba mẹ chồng, hơi bị đơn côi á, cho nên là hơi bị cô đơn, cho nên em nghĩ là em ở lại Đồng Nai để mà em vừa chăm sóc cho cha mẹ chồng mà vừa chăm con nữa. Nghĩa là thế này này, ai người ta cũng nói tình yêu đẹp là cái tin nhau, nhưng không đâu. Tình yêu đẹp ngoài tin nhau ra, đặc biệt là với phụ nữ, phải có một chút đề phòng nữa. Đề phòng chứ không phải là canh phòng. Khác nhau nghe. Canh phòng là mình đi rình rập, mình theo dõi điện thoại, lục lọi thư từ, cái đấy thì theo anh là xấu. Nhưng mà mình đề phòng nghĩa là thật ra là mình đang ở với một con người mà em. Trước khi là chồng em thì ông ấy là một con người và là một người đàn ông nữa. Ông lại đẹp, ông lại có tiền. Nếu mình thấy ông ấy hay thì những cô khác cũng thấy ông ấy hay. Có đúng không em? Thế nên là khi em thả cho ông ấy lên thành phố và em tự bằng lòng với việc ở lại, thì anh nghĩ là đứng về mặt nào đó em đã hơi bị chủ quan. Dùng cái từ chủ quan thì nó hơi nhẹ nhất, nhưng mà thật ra là nếu mà trùng nặng ra là em đã bị sai. Em hiểu không? Nó có một cái câu châm ngôn của ông bà nói cũng không bao giờ sai, đó là vợ đâu chồng đấy. Dạ đúng rồi. Đấy, cho nên là cái việc em thả ra một người đàn ông đi như vậy ạ, thì nghe thì có vẻ rất đẹp, nếu mà viết trong thơ trong văn thì đấy là tin tưởng rồi để cho chồng đi xa rồi các cái, nhưng thật lòng mà nói vợ chồng là phải có một cái sự gần gũi, bởi vì rằng là nó gọi là lại, bởi vì có nhiều câu châm ngôn đó, mà câu này có thể nó lại phản bác câu kia, đó là một cái, em đừng quên một câu nó gọi là xa mặt cách lòng, em hiểu không? Cái việc mà một cái người vợ ở nhà đã có con rồi thì đứng về mặt sự hấp dẫn nào đó, về mặt đấy thì nó đã không còn như như xưa nữa. Với lại lên thành phố với bao nhiêu những cái cám dỗ ấy thì một người đàn ông rất là dễ bị hư.
anh không nói là ai cũng hư, anh chỉ nói là rất dễ bị hư. Dạ. Đấy, thì không, cái chuyện này thì chuyện khác thôi. Ừ, thế nhưng mà ở đây cái hư của ông chồng em, nếu đúng như em kể thì nó hơi phi thường. Ở cái chỗ là hư với một người đàn bà quá nhiều tuổi, em hiểu không? Nếu như bây giờ mà em kể câu chuyện ấy, mà người đàn cái cô Mai đó mà không phải hơn ông ấy 25 tuổi thì câu chuyện ấy rất bình thường. Một người chồng có vợ ở quê đi lên thành phố, rồi cặp với một cô ở thành phố, bỏ bê cái cô ở dưới quê, nó muôn thuở và nó cũ. Nó chỉ có cái khác thường là cái người phụ nữ đấy hơn chồng em 25 tuổi thôi. Có hàng ngàn sách, hàng ngàn phim viết về cái đấy, nhưng mà anh chỉ có thể nói đơn giản thôi, nói cho em biết là chồng em đã là cái gì đâu. Nếu tách riêng cái chuyện ngoại tình ra mà chỉ nói rằng một người đàn ông yêu một người phụ nữ trên mình 25 tuổi thì nó kỳ lạ, nhưng mà để mà gọi là lên án ấy mà, hay là để phẫn nộ mà, hay là để kết án ấy, thì chưa chắc ta đúng. Nó ở đây nó chỉ đúng là cái ông đấy có vợ rồi, em hiểu không? Dạ. Chứ nó còn cái chuyện người ta yêu như thế nào là mình không có quyền can thiệp đâu. Mình có thể nói rằng là yêu một người hai mươi mấy tuổi, trên hai mấy tuổi như thế là phi đạo lý, nó không thông thường, thì anh đồng ý nó không phạm pháp, không phạm pháp nếu như ông ấy chưa vợ. Thành ra ở đây em phải tỉnh táo, em phải nói rằng là tất nhiên khi em kể thì nó có một cái chi tiết làm cho mình hơi thất vọng về cái ông đấy, đó là nếu như là ông ấy nói rằng là xe của ông ấy, nhà của ông ấy do cô kia mang lại thì cái tình yêu ấy bị bắt đầu bị nghi ngờ rồi. Nó có mùi thực dụng, và nếu mà nói thẳng thắn ra là có mùi hèn. Nếu như là kiều nữ có đại gia đó thì hóa ra là trai tơ nó cũng có bà, em hiểu không? Yeah. Đấy, thì đấy, thì nếu đúng là nếu mà ông ấy có nói với em cái câu rằng là xe ông, nhà ông ấy, nếu ông không nói câu đấy mà ông chỉ nói là tình yêu thôi ấy, thì trong một khoảng khắc nào đó thì cũng có thể dùng cái từ là hiểu được. Nhưng mà khi ông đã nói rằng xe với nhà đó, nếu ông nói thực có câu đó thật ấy, thì ông ấy hỏng bét là hèn. Cho nên ở đây á, mình phải phân tích cho trong cái trường hợp của em là thế này. Thứ nhất, để cho chồng đi lên thành phố ở nhà giữ con là một cái sai, em hiểu không? Không nên như thế. Cái thứ hai, ông ấy cặp với một người phụ nữ hơn mình 25 tuổi là một cái kỳ quái, nó kỳ lạ, chứ không đến mức độ đừng có ghê tởm nó. Bởi vì rằng là cái tình yêu nó có thể như thế, và đã có nhiều người sống như thế, và họ vẫn vĩ đại như thường. Đấy. Nó chỉ xấu trong trường hợp là ông không yêu thật mà ông yêu vì tiền, mà ông đã nói cái điều ấy với em rồi thì kết luận là ông ấy xấu. Còn cái người phụ nữ đó thì phải nói rằng là cái cách cư xử của người phụ nữ đó trong một chừng mực đó, anh thấy ở đây mình tách riêng ra đó, người phụ nữ đó có gì lên án không? Có lên án, bởi vì yêu một người đàn ông mà là có gia đình thì cái đây đang lên án, em hiểu không? Nhưng mà khi bà đề nghị rằng là cứ sống tay ba đi á, thì cái hành động này rất là kỳ lạ. Nhưng mà nếu phân tích thật sâu á thì có thể là bà cũng ngầm chấp nhận rằng là không nên bắt cái người đàn ông ấy ly dị. Nghĩa là bà ấy muốn có một cái thỏa hiệp. Cái thỏa hiệp này nghe nó phi đạo lý, nó phi đạo lý, nhưng mà trong một chừng nào đó nó có cái chứng tỏ là bà cũng có một chút nghĩ cho người khác. Bà để cho ông ấy có một cái con đường là ông có quyền nhập nhằng. Bởi vì người phụ nữ đôi khi người phụ nữ họ không chấp nhận nhập nhằng đó nha. Ly dị cô ấy đi rồi về với tôi, em hiểu không? Ở đây bà ấy chấp nhận nhập nhằng thì sẽ có hai cái tư duy trong này. Có một cái tư duy ghê tởm quá, không được, nhưng cũng có cái tư duy là ở đây là người ta cũng có một chút thỏa hiệp, bởi vì người ta ngầm nghĩ rằng có thể sợ về slow về dài ông ấy sẽ quay lại với em, trên người ta chỉ cho rằng đây là một cái cơn thôi, và người ta cho ông ấy cái con đường. Bởi vì đàn ông có đôi khi trong có những hoàn cảnh phải đặt cái con đường là z hay no là rất khó, và người ta có những người đàn ông đòi muốn hy vọng là nó có một khoảng thời gian mà để tôi cân nhắc. Nghe thì nó hèn, nhưng mà thực tế là cuộc đời nó như thế, là có những cái lúc mà người đàn ông nó cần một cái thời gian để nó cân nhắc. Và cái chuyện là có người đàn ông, người đàn bà cho cái đấy và người đàn bà không cho cái đấy, em không cho nhưng cô kia cho, ở đây mình phải dõi rất tinh tế là cái gì dở của cô đấy và cái gì, anh không dám dùng từ là được của cô đấy, nhưng anh chỉ nói là
cái gì mà gọi là cái sự thực tế của cô đấy. Anh nhắc đi nhắc lại là trong chuyện này anh không có muốn bảo vệ ông chồng em, anh cũng không bảo muốn bảo vệ cô ta, bởi vì một người là có vợ mà lại đi cặp bồ, còn một người thì lại là cặp với một người con trai có vợ, hiểu không? Hai người đó đều không có gì để phải bênh ở đây. Nhưng nếu mình ngồi đây xong cái kiểu là mình cứ rạch ròi mà, thì gã không có chương trình này. Dạ yeah. Mà mình phải thật tâm mà phải nói rằng là anh rất là khó nói, mà vì nếu mà không cẩn thận là dư luận nó sẽ bảo mình bào chữa cho tội lỗi. Nhưng mà vì mình là con người mà, nên đôi khi mình phải hiểu những góc khuất của con người để mà phân tích cho nó kỹ. Chứ còn kết án thì nó dễ lắm. Anh xin nhắc lại là mình không thể tha thứ chuyện này. Nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng người ta ở hoàn cảnh nào và người ta cư xử ra sao. Thì trong trường hợp này á, anh đánh giá là người đàn ông, người chồng em tồi, nhưng mà anh đánh giá cái cô kia không tồi bằng đâu. Vì cô đưa ra một cái giải pháp mà bình thường một người đàn bà có tiền bạc và có quyền lực họ không đưa ra. Nhưng nói thế chẳng phải để em thông cảm gì. Em đã ly dị rồi vì chuyện đã qua rồi. Em hiểu không? Chỉ nói để cho những người nếu họ xem chương trình này thì họ nghĩ thôi. Bởi vì chúng ta làm ra chương trình này không phải đơn giản là ai có tội, ai không có tội. Mà chúng ta còn phải đối đối nghĩ rằng là có tội đến mức độ nào, và có cái tội đấy thì đáng lên án tới cỡ nào, và cái chút gì mà mình có thể thông cảm được. Không biết em có đồng ý với anh không nhỉ? Dạ em cũng đồng ý anh. Về phía em không có gì để bàn cãi nữa cả. Em ly dị đúng không? Dạ. Từ lúc mà gặp hai người khách sạn đến lúc ly dị là bao lâu? Tranh đấu cũng cãi qua cãi lại chứ cũng gần cũng một tháng. Cũng khoảng một tháng là rất nhanh. Một tháng rồi sau ra tòa đơn hai người cùng ký à? Ừ, dạ. Rồi thì là tòa chấp nhận rồi. Dạ. Bây giờ hai người đã chia tay rồi. Dạ đúng rồi. Em vẫn không nói với mẹ là cô Mai là bạn đúng không? Dạ em không nói. Giờ phút này vẫn không nói. Dạ. Và em cũng không biết là họ có sống với nhau nữa hay không. Dạ. Em không quan tâm nữa. Dạ đúng rồi. Và ông ấy có lo lắng cho đứa con không? Cũng có gọi điện cho em, cũng có ý định là sẽ chu cấp, nhưng thực sự là em cái chuyện đó em không chấp nhận. Và em bây giờ em thấy là hai người đã chia tay rồi thì không, em nói thế không được. Đừng có được, đấy là cao thượng không đúng. Thứ nhất em không phải là người thu nhập cao, thứ hai nữa là trách nhiệm của người cha, em đừng có phủ nhận nó. Cái chuyện đó ông ấy có cái chu cấp đó là hoàn toàn nhận hợp pháp và nên nhận. Yeah. Dù em có tiền hay không có tiền nên nhận, bởi vì con người ta làm ra cái gì thì phải có trách nhiệm, em phải nhận. Không cần biết em nghèo hay giàu, không cần biết ông ấy làm ra tiền bằng cách nào, nhưng mà cái tiền trợ cấp cho con em phải nhận, bởi vì nó là của nó, của đứa bé đó, em hiểu không? Dạ. Yeah. Và cha nó phải có trách nhiệm chứ, ở đây mình không có van xin. Trên đừng có nhiều người phụ nữ tự nhiên lại có những cái tự ái mà nó gọi là nó hơi kỳ quặc, là không nhận á, là không đúng đâu. Không nên như thế. Nhưng mà sau cái chuyện này thì em tự rút ra một cái luận gì cho mình ạ? Thật sự là mình cũng hơi chủ quan. Hơi chủ quan và hơi sai khi mà mình không sống chung với chồng. Thật sự em là em cũng thiếu quá nhiều kinh nghiệm, và em cũng quá tin tưởng cái người chồng bên cạnh. Em cũng hơi phụ thuộc. Em rút ra một kinh nghiệm là sau này mình là dù có chồng thì mình cũng phải gọi là phải biết tự lo cho bản thân nữa, phải có một cái công việc nào đó để có kinh tế cho bản thân, và cũng không có nên là quá tin tưởng cái người đàn ông đó. Khi mà mình đã linh cảm được một cái điều gì đó rồi thì thật sự là nó chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Có nghĩa là trực giác của người phụ nữ thì rất chính xác, rất là bén. Cho nên là mình phải thực sự là em cũng hơi lỏng lẻo trong cái việc là quan tâm tới cái cuộc sống riêng của chồng. Sau này em rút ra kinh nghiệm là em sẽ dành nhiều thời gian hơn với chồng, ở bên cạnh chồng nhiều hơn, để hai vợ chồng có thể là thấu hiểu nhau, có thể là ở bên cạnh nhau và san sẻ cuộc sống với nhau. Nói chung là những cái điều em nói ra rất chính xác, rất hay, rất đúng. Anh không thể bổ sung cái điều gì cả. Em có muốn bật đèn lên không? Dạ không. Không hả? Như anh chỉ khen gọi là em còn rất xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thành ra rằng là với một có đứa con gái xinh đẹp như thế này, tuổi còn trẻ như thế này thì không có là cái vấn đề gì cả. Người ta có một cái câu ngạn ngữ là thế này này, dù cái tình yêu nó có ngọt ngào đến đâu nữa thì bạn nên rắc vào nó một chút hạt tiêu.
có một chút gọi là nghi ngờ ấy. Nghi ngờ tình yêu nó không phải là con chim ấy, nghĩa là thế này, nó phải có gìn giữ, mà trong gìn giữ thì nó phải có một chút canh phòng ấy mà. Và chả phải cần phải em đâu, chẳng hạn như nếu mà để vì con trai mà vớ mà cô vợ đẹp họ cũng canh phòng ấy. Em hiểu không? Đừng có nghĩ là chỉ có phụ nữ. Ví dụ như là đàn ông mà với một cô vợ đẹp mà trẻ, họ sẽ không ngu gì mà ví dụ là không dẫn đến những cái nơi mà có nhiều đàn ông ngon khác, hay là họ không để đấy để đi xa rất lâu. Đấy là những cái thủ thuật trong cuộc sống, viết ra thì nghe có vẻ tầm thường, nhưng mà thực sự là cuộc đời nó là thế. Nó phải có một chút giữ gìn, mà giữ gìn thì nó phải có canh chừng. Ví dụ như em không muốn chuột nó ăn cái miếng phô mát ấy, thì em cũng phải đậy bằng cái lồng bàn, chứ đâu em để trên bàn thì em bảo con, thì em nghĩ rằng là con chuột nó tử tế đâu, em hiểu không? Dạ. Thì con người cũng thế thôi, nên em đã vớ được ông chồng ngon tốt thì em thả ông đêm một cái nơi mà tự do như vậy, đó là một sai lầm. Dạ. Cái sai lầm này thì có thể nhiều người bảo là đối với anh, nhiều người bảo như thế là không cao thượng là không lấy, nhưng mà anh thì em vẫn cho là vẫn có nên có một chút, không có sao đâu. Nhưng mà thôi, nhìn chung thì câu chuyện của em nó kỳ lạ, nhưng em cũng đã vượt qua rồi. Em hiểu không? Chả có cái gì ghét. Anh chỉ muốn là sau cái chuyện này em phân tích thì anh xin nhắc lại là trong ba người em, cô Mai đó với lại ông chồng em thì anh cho là tệ nhất là ông đấy. Còn cái bà kia thì không ca ngợi được, nhưng mà không đáng nguyền rủa lắm đâu. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, lại. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chương trình và mong gặp lại các bạn trong những cái số người thứ ba tiếp theo. Rất tiếc là cô gái này không muốn bật đèn, chứ nếu bật lên thì các bạn sẽ kinh ngạc vì là cô rất là đẹp và trẻ.